cái chân mày của anh á là nó đen thui luôn, không có sợi nào bạc hết. Mười mấy tuổi là tóc đã bạc rồi các bạn, râu đã bạc rồi. Mà kiện hãm á, nó dài tới đây nè, bắt đầu hút thuốc á, rồi rớt tàn, nó cháy hết khúc rồi. Nếu mà phụ nữ mà xài kem cũng đâu có qua da mặt là được. Đúng rồi, trời ơi, da mặt căng bóng các bạn. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lập Bình Dương. Kính thưa các bạn, Phú đang đứng trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Phú muốn dắt các bạn đi gặp một ông chủ của quán hủ tiếu với râu tóc rất là lạ. Đây mời các bạn. Đây nha các bạn, địa chỉ đây nha. Rồi đây, đây là ông chủ, đây là bà chủ của quán hủ tiếu. Dạ, 500 anh em. 500 anh em. Cái này là cái gì? Cái đây là mắm con lửng mặt. Cái gì à? Con lửng mặt. Con lửng mặt hả? Dạ. Kính thưa các bạn, anh là một cái nhân vật độc lạ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Phú chọn bởi vì là Phú đi rất là nhiều, gặp rất là nhiều người, nhưng mà chưa bao giờ gặp một người á mà da mặt thì nhìn khá là trẻ mà râu và tóc lại bạc trắng xóa như vậy đó. Cái điều đặc biệt hơn nữa là như các bạn quan sát thôi, bây giờ anh có thể mở cái mũ xuống được không ạ? Các bạn quan sát kỹ thì thấy là cái chân mày của anh á là nó đen thui luôn, không có sợi nào bạc hết. Cái điều kỳ lạ này thì anh có thể lý giải được không anh? Anh giới thiệu và nói chuyện với khán giả chút đi. Đây. Nói chung là hồi mười mấy tuổi bạc rồi. À. Rồi sau này mình cũng không có suy nghĩ, mình không có phát hiện nữa. Rồi mình mới thích Độc Lạ Bình Dương. Dạ. Không? À, từ nào giờ mười mấy tuổi mình đã thích rồi, mà mình giờ mình xem nhiều cái clip mà thấy nó cũng ngộ, nó cũng hay. Đúng rồi. À, cũng có nhiều người kêu quay mà không có cho quay. Để cho em Phú Độc Lạ Bình Dương nào quay nó mới đúng bài. Dạ em cảm ơn, nhưng mà cái chắc anh hay nói nhầm á, kênh em mới thành lập có 2-3 năm mà anh mười mấy tuổi, anh thích là anh bao nhiêu tuổi? Không, mười mấy năm á là mình thích là mình chơi những cái đồ mà độc lạ. Rồi sau này á nó mới có YouTube. Dạ đúng rồi, rồi. Mình vô YouTube mình coi rồi mình mới thấy những cái, ví dụ người ở đây với người ở xa quá ta đâu có biết. Dạ. Thì chỉ con Phú là mấy nhờ mọi người mới cho mọi người được biết cái độc lạ của người này người kia. Mười mấy tuổi là tóc đã bạc rồi các bạn, râu đã bạc rồi, trời ơi. Dạ bây giờ mình hỏi nha, hồi đó là tại sao là chị lại chịu quen một cái ông mà anh trai mà tóc bạc hơ, hồi đó chị kể lại cái đoạn đó nghe coi chị. Nhộm em, cứ nhộm hoài à, không biết luôn, nhộm hoài luôn. Sau này rồi bắt đầu bỏ nhộm ra, rồi chị mới phát hiện là 20 tuổi. À, nhưng mà lần đầu tiên mà chị gặp ảnh là năm ảnh bao nhiêu tuổi? À, 21, 20, 22 gì à. À 21, 22 thôi. Ờ đúng rồi. Mình gặp phát là thấy cũng bình thường, tóc đen, râu đen. Đúng rồi, bình thường. Rồi cái mình cưới rồi, cái tự nhiên nó thấy nó trắng hả? Cũng còn thời gian. Lúc mà về sống ảnh 3-4 năm sau rồi bắt đầu mới nghỉ nhộm, thấy giờ lập gia đình rồi thôi, để tự nhiên. À tức là 3-4 năm sau thì mình mới phát hiện ra cái chuyện là râu tóc ảnh bạc như vậy. Rồi mình có truy vấn tại sao hồi đó là ông đen mà giờ ông bạc mới cưới tôi ông bạc không? Có phải ông lo quá hay sao? Không, chị nghĩ ba. Gen rồi. Nhưng mà cái khi mà ảnh cưới chị về rồi á, ảnh để lộ ra cái bạc như vậy thì chị có trách ảnh hồi xưa là ông lừa tình tôi không? Không, chị bình thường lắm. Ông nào ổng có khai hồi đó là mất quen nhau, ổng nói là ổng nhộm không? Ổng có khai ra không? Không có khai, nhưng mà chị nhìn người kiểu chị thấy bụi bụi chị thương rồi. À thương chị ơi, nhìn tướng tá bụi đời này đó. À. Kết. Dạ, chị là thích những người bụi bụi vậy. Đúng rồi. Dạ. Bản thân chị cũng vậy luôn nữa. Dạ. Giờ chị hai chồng giống nhau. Đúng rồi, em cũng kiểu em cũng bụi bụi. Đúng nha. Rồi, chị nhiều, mới nói. Nhiều đứa con gái nó thích kiểu vậy này. Đúng rồi. À. À, rồi. Đúng gu à. Đúng gu. Dạ. Hồi đó sao anh phải đi nhộm lại chó đen cho em thấy là cái màu tóc rồi, nói chung á là hồi đó trẻ. À. Trẻ, nói chung mình nhộm là cho nó trẻ. Rồi sau này á 40 mấy tuổi cũng còn nhộm. Dạ. Rồi qua tới bắt đầu cái tuổi 50 rồi thôi mình để cho nó bạc không đi, chứ nhộm hoài cái thuốc nhộm có vậy chứ nó cũng độc lắm. À. Rồi sợ bệnh thì thôi để như vậy luôn. Rồi bắt đầu để râu. Để râu, để tóc luôn. Bà già có nói không, mày còn trẻ làm sao mà để sao giống ông già quá. Nói chung giờ năm mấy tuổi rồi còn gì nữa. Chính xác là anh Nam bao nhiêu tuổi rồi? 52 tuổi, là 1970 á. À sinh năm 1970. Còn cái hầm râu này là anh nuôi mấy chục năm rồi?
Trời ơi các bạn, rau này giờ nếu mà bây giờ á, nếu mà giờ ai đón được cái bộ rau này á, để bao nhiêu năm á thì mà tặng thưởng nữa kìa, mà cái bộ rau này cũng hơi khó. À, hơi khó đón hả? Khó đón. Thường các bạn, một cái bộ rau của người đàn ông mà nuôi mà để nó dài cỡ gang tay như thế này nha các bạn, là phải mất là ít nhất gì cũng cả chục năm chứ không phải đơn giản đâu. À, cái vụ mà đón tuổi thì đúng, chứ còn nếu mà đón rau là nếu mà ai đón rau tôi á mà để được bao nhiêu tháng là tôi cũng tặng cho cái cạc 500.000 luôn. ông chủ quán hủ tiếu chơi sợp quá các bạn. Bây giờ là thôi khỏi đón đi, do là cái này Phú sẽ phát nguội chứ không phải là phát được tiếp. Bây giờ anh có thể tiết lộ luôn là rau nè anh nuôi bao lâu rồi không ạ? Giờ nói luôn hả? Dạ, giờ nói luôn, khỏi tặng cạc. Cái này nói chung là trong vòng chưa nói 2 năm vậy chứ nó chừng khoảng 20 tháng à. Mà kiện hãm á, nó về tới đây nè, bắt đầu hút thuốc á, rồi rớt tàn, nó cháy hình khúc. Trời ơi, sao uổng vậy? Mà nó không phỏng là mai á chứ. Em mà nuôi rau mà cỡ được tới cái lưng bụng mà tóc hút thuốc mà nó cháy cho em khóc luôn á. Ừ. Thì tính ra là cái tốc độ rau của anh phát triển nhanh ghê ha. Nói chung với tôi nhiều cái cũng độc lạ đó. Hồi đó hồi thanh niên á mà móng tay mà dài cỡ mà 5-6 phân như vậy nè. Cái gì trên người anh nó cũng dài đó, vậy? Nó ra mau dữ lắm. Hả? Móng tay đó kiện hãm là mới còn 5 phân mà giờ cái bị xước móng rồi bắt đầu cắt hết áo rồi mới mấy tháng là nó ra vậy nè. Nó ra cũng mau. Râu, tóc bạc rồi còn mấy chỗ khác thì như thế nào? Nó thì nói chung là chỉ có đôi chân mày là nó không có bạc cộng nào đâu. Chỉ có đôi chân mày là đen thôi còn bạc toàn thắng luôn. Phải không chị? Chính xác. Chính xác, bạc toàn thắng luôn. Toàn thắng luôn. Vậy là coi như là em chúc mừng chị nha, là chị là sở hữu được hàng quý hiếm á. Bây giờ nếu mà mấy anh chị em phụ nữ mà xem ai mà có cái vinh dự mà có được ông chồng mà bạc toàn thắng á, là để lại số điện thoại trong phần bình luận nha, Phú sẽ gặp gỡ và tặng quà luôn. Ở trong cái gia đình mình á thì cha rồi con của anh thì như thế nào, có bị có bạc toàn thân như vậy không? Thì bây giờ nói chung á, có mấy con là nó cũng như đó, nó hai mấy tuổi mà nó cũng bạc qua râm rồi, mấy thằng kia nó hai mấy tuổi cũng bạc qua râm hết rồi. À, anh kia là bao nhiêu tuổi rồi anh? 28. Là cũng đâu thấy bạc gì đâu. Có. Muối tiêu hả? À, nhưng mà mình cảm nhận cơ thể mình cũng rất là khỏe chứ đâu có lão giờ quá. Giờ cái da mặt là biết rồi, giờ nếu mà phụ nữ mà xài kem cũng đâu có qua da mặt là được. Đúng rồi, trời ơi, da mặt căng bóng các bạn, còn nó đỏ hồng mà nó căng lưỡng, nó còn hơn cái da mặt của Phú nữa đó. Mặc dù Phú cũng kháng đi spa 1 lần, nó đâu bằng da mặt của anh đâu. Châu cũng thích câu cá, cũng đi câu cá rồi, cũng chăn nắng chăn nôi rồi, mày liệu da mặt nó đẹp lắm, nó mịn. Em đã từng gặp những người mà bạc tóc á, vì lý do là do bạch tạng á, thì cái da của người ta nha là nó cũng bạc luôn. Cái đôi mắt người ta thì nó có sắc đỏ lên. À, nhìn nó yếu và nó không có khỏe. Còn anh là nhìn anh rất là cường tráng, là khỏe mạnh các bạn. Thì Phú có nghiên cứu tài liệu thì có những cái loại mà bạc tóc á, nó là một cái loại mà lành tính á, tức là nó không ảnh hưởng về cái sức khỏe, nhưng mà cái đặc điểm là nó vậy thôi. Trong hồi á, từ nào giờ á, hồi thanh niên là hồi mười mấy tuổi là bắt đầu thích cái độc lạ rồi. Dạ. Thấy không? Thì hồi xưa là coi như mà đu dây này kia cái lộn bụng rồi lộn ngửa rồi đủ kiểu các kiểu. Hồi xưa đi bằng hai cái tay á, hồi thanh niên á, đi bằng hai tay, đi ngã tư này, đi ngã tư kia, đi chơi. Dạ. Đi bằng hai tay. Đi bằng hai tay á, đi ngã tư này, đi ngã tư kia chơi á. Rồi sau này già ít có đi, chứ họ thanh niên là đi ngã tư này ngã tư kia bình thường. Phải là một người khỏe mạnh lắm mới có thể là đi vậy đó. Ngoài những cái đồ độc lạ trên cơ thể mình, anh có chơi xe hay chơi gì không? Chơi xe đó. Ở đây thì để cho bả đó, chiếc CD. Còn cái chiếc Yamaha thằng kia nó đi rồi. Đó không, là còn đâu mười mấy chiếc đam đỏ, đam xanh, 86. Đâu? Đồ bỏ ở trên nhà Tây Ninh á. Ở đây để dần vào 4-5 chiếc. Để cho bả là sao? Tức là chị cũng chạy xe đó được hả? Đúng, bả chạy xe đó mà hồi đó bả chạy xì bo mà còn này mà có gì đâu. Trời ơi, trời ơi. Nghe mà rụng rồi các bạn. Xe cốt của chị á. Bà xã là chạy xe này rồi, chạy xì bo này nha. Chị mới là độc lạ đó chứ không phải là anh đâu. Dáng người được mảnh khảnh mà chạy toàn xe phân khối lớn không? Tại tức xe con em.
Nói chung á, xì bo hồi đó ra chín mấy đó là bà có chạy xì bo rành rồi, còn ba cái này mà đối với bà thường thôi. Wow. Nó chơi lạ lạ vậy đó. Dạ. Bây giờ sẵn trên cái kênh đó, chị cho đó chạy chạy vòng trước cho khán giả xem thì có dáng gì chạy như thế nào được không? Em nghe không có tin đó, sao người phụ nữ mảnh khảnh như thế này mà bán hủ tiếu mà chạy xe không có lướt. Chị chạy đi, ta nhìn vậy tối ngày. Rồi, chị chạy coi. Chị chạy lướt cho em xem thôi. Lướt thôi. À, nhìn tướng được rồi. Ồ, nhìn tướng chịu chơi quá ha. Tại đi đâu cũng có nó à. Dạ. Ồ, được không? Hay gớm ta. Tới luôn, ra xăng luôn đi mà trước đường ấy. Hay quá ta. Rồi, ăn xin. Rồi. Đi đây này, thuận đường nè. Rồi. Hay quá chị ơi. Vậy mới được chứ. Vô. Ô, chân luôn. Lên luôn không? Ủa xe này gốc có vậy hay là đụa sao trước sau nó không có liên quan với nhau lắm ta? Không có, xe này nếu mà tính xe này bây giờ đó là hiếm lắm. Xe này là xe D Bentley đời cao, may đồng 17. Là nó ra sau này. Thấy không, bây giờ là xe là mấy tay chơi là nó chơi vòng này nhiều lắm. Dạ. Yeah. Là nó cũng đắt tiền. Có phải là hồi đó là anh chơi xe rồi cái mình đi đua với bạn ở quen được em này không? Không có, tại đó anh đi chơi bình thường thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà sao là tìm được người phụ nữ mà đam mê tốc độ rồi chơi xe của như vậy là khó lắm á. Giờ người ta thích đi đường mới không thì à? Nói chung á, anh á đã anh cái gì anh cũng thích độc lạ đâu á. Nếu mình biết chạy là vợ mình biết chạy đó mới là ok. Thí dụ vợ mình đi với bả mà bả mệt mình mệt á thì bả chạy không. Nó có hồi đó có thời gian mà năm 2007-2008 rồi đó, nhà bán là đại lý số luôn, rồi bả gần hết giờ là bả lấy 2 tờ vé số mà bả lấy xì bo bả chạy đi vòng rồi nè, cái người lấy 10 tờ hết luôn. Người ta nói ủa bà này sao bả sốc vậy, bả đi bán vé số bả đi xì bo. Mà xì bo hồi đó ở huyện Hòa Thành gần lắm thì chừng như 20 kiếp hết ga thôi chứ có nhiều đâu. Lần đầu tiên mình thấy cái câu chuyện là đi bán vé số bằng xì bo đó mà là phụ nữ nữa các bạn. Em biết không, là gà mà 8-9 cựa mà dài như vậy cũng có nữa. Rồi á, mấy cái con, nhiều khi con dê, con gì á, là nó độc lạ là anh mua về. Nhiều khi ở sớm nó nói, ủa, cái ông này ổng khùng cái gì á. Ổng mua mấy con gà mà gì đâu mà có chút xíu vậy mà 8-9 cựa, gai như gai bưởi mà ổng cũng mua. Đúng không, cái chuyện ai nói gì nói mà mình thích là mình cứ chơi. Đó, hồi đó đâu có YouTube đi như vậy đâu. Rồi sau này có YouTube rồi cho nên là những cái người cái gì độc lạ là có được em quay lên là mọi người khán giả nhiều khi đôi lúc ta rảnh rỗi ta coi rồi ta thấy cái đó độc lạ. Yeah. Rồi ta cũng vui vậy. Yeah. Đó, cho nên là anh cũng thích là anh coi. Em rất là thích cái phong cách sống của anh chị, tức là chịu làm và chịu chơi. Đúng rồi. Chứ là bây giờ nhiều người là chịu làm mà không chịu chơi các bạn, tức là không có tận hưởng cuộc sống á. Còn anh chị là chịu làm chịu chơi. Mình á, tiền á, nhà nước á, sản xuất ra cho mình á, mình xài hả, mình làm được thì mình xài được. Thấy không? Chứ còn nếu mà vợ mặn đi, mặn mà có mà không dám xài cũng vô nghĩa thôi. Thấy không? Đó, giờ mình mặn có tiền thì mình lo cho cái cuộc sống nè, cho cái sức khỏe mà nữa, có sức khỏe đi rồi mình làm nữa, tiếp. Có người mặn mà không dám ăn tiếp. Này kia họ muốn ăn cái gì cũng không dám mua không gì đó. Rồi đó là bệnh hoạn ngã xuống đi rồi có đem theo được gì đâu. Đúng rồi. Nhất là trong mùa dịch này nữa. Ừ. Dạ. Hy vọng các bạn là chịu làm và chịu ăn nha. Đặc biệt là nên tích cực đi ăn hủ tiếu chay. Đây là cái địa chỉ của hồi nãy nói rồi là số mấy Lê Văn Thọ ơi, các bạn đi sai. 381 Lê Văn Thọ em. 381 Lê Văn Thọ, phường 9 nha các bạn. Phú đi làm câu chuyện độc lạ nào, Phú cũng muốn là kết nối cộng đồng và giới thiệu hỗ trợ cho nhân vật luôn. Tặng anh cái huy hiệu độc lạ nha, vì cái râu tóc của mình nó hiếm gặp quá rồi. Chúc anh chị là 100 năm hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn em. Khỏi chút là răng long đầu bạc, bởi vì anh đầu bạc sẵn rồi. Rồi, mặt sẵn rồi. Chúc tất cả cô bác anh chị em trong nước và ngoài nước sang năm mới an lành, nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Hẹn ngày gặp lại. Hay quá, cảm ơn anh chị nha.
Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.